Tập 3. Hoa Đỗ Quyên có sức sống ngoan cường khi nó nở rộ, cũng là lúc dễ đâm bị thương nhất. Sau khi tỉnh lại, Lý Trạch Mộc tiên sinh đã báo cáo ngay với tôi, mấy tháng trước thiếu tướng Diên Ngọc Lan của quân Việt định cầm thẻ phản bội về quân ta, ăn cắp tình báo quân sự của chúng ta. Biệt hiệu của người này là Hoa Đỗ Quyên. Vì này còn cần điều tra sao? Rõ ràng là một trong hai người vợ của Sa Long rồi thành lỗi. Trước khi điều tra rõ ràng sự việc, không được kết luận bừa bãi. Nhiệm vụ trước mắt của các cậu vừa phải giữ mối quan hệ vợ chồng với vợ mình, vừa không được động phòng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhiệm, xin lỗi, đây không phải là tín hiệu điện đài của quân Việt. Không phải. Mụn nhỏ, chủ nhiệm thôi, tần số điện văn giống như chúng ta. Nội dung là gì? Chủ nhiệm thôi, chỉ có mấy chữ này. Hoa Đỗ Quyên bắt đầu hành động. Tốt, hai cậu về trước đi. Dạ. Hoa Đỗ Quyên, cái này nghĩa là gì? Hoa Đỗ Quyên là một loại thực vật thường gặp ở Hồ Bắc. Nó có sức sống rất ngoan cường. Ở nơi cằn cỗi đến đâu, nó cũng có thể mọc rất tốt. Quan trọng nhất là chúng có rất nhiều gai, đâm rất đau. Hơn nữa, bây giờ nói những điều vô ích này làm gì? Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu dụng ý của kẻ địch. Lẽ nào quân Việt cho là điện đài đã rơi vào tay kẻ phản bội rồi? Điện đài cho tôi bất ngờ lấy được, chứ làm sao quân Việt biết được bộ điện đài này sẽ rơi vào tay người của họ chứ? Khả năng duy nhất là quân Việt cố ý để chúng ta lấy được điện đài. Đúng. Mục đích là để Hoa Đỗ Quyên đã đột nhập vào chỗ chúng ta, lợi dụng bộ điện đài này liên lạc với quân Việt. Quân Việt khốn kiếp, dám bẫy tôi. Giờ thì hay rồi, cuối cùng tôi cướp điện đài lại là giúp kẻ phản bội. Chủ nhiệm thôi, xin anh xử phạt tôi. Lần này đã phạm lỗi lớn. Buồn cười, đây là chiến lợi phẩm. Nếu là tôi thì tôi cũng lấy. Hơn nữa, đây là chuyện tốt mà. Quân Việt tự bê đá đập chân mình. Hắn đã để lộ âm mưu. Tiếp theo chúng ta sẽ lôi cô ta ra. Tôi nói này, ngày cưới thì phải về nhà, nếu không sẽ khiến bọn họ nghi ngờ. Anh cứ yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chuẩn bị cái gì? Diễn kịch cho họ xem. Ở đây, tôi còn tưởng chỉ Long Nhi nhà tôi là đại gia. Không ngờ chồng các cô là cách mệnh quân mà cũng không làm. Không phải vậy đâu, chồng chúng tôi đang mở hội nghị quân sự bí mật. Cô cần nói cô biết sao? Cô Thanh Liên nói hay lắm, người như vậy phải cho cô ta bài học. Nếu không, bao chuyển đồ đi. Những thứ dụng vặt của giai cấp tư sản các cô lúc nào có thể chuyển xong vậy? Thanh Liên, vì cái gì mà nhìn? Đừng chỉ đứng đó chỉ huy. Cách mệnh quân chúng tôi nam nữ bình đẳng, không hứng thú với chủ nghĩa đàn ông của anh. Thanh Liên à, sao vậy? Tôi nói gì sai sao? Em nói người ta như vậy không ổn đâu. Có gì mà không ổn? Hai nữ một nam, bọn họ mới không ổn. Cũng không biết tên Sa Long đó có gì tốt. Chị Bạch Lộ, chị có thể lấy được tiểu đoàn trưởng Mai, đúng là có phúc. Tiểu đoàn trưởng Mai chính chắn hơn Triệu Thạch Lũ nhà em nhiều, lại còn tinh tế biết thương người. Anh ấy đâu được tốt như em nói.
Chị cảm thấy đội trưởng Triệu cũng rất tốt. Anh ấy ngoài đánh giặc giỏi thì chẳng được cái gì. Vậy sao em còn muốn gả cho anh ấy? Em bị anh ấy mê hoặc. Anh ấy nói chuyện miệng như bôi mật, hơn nữa còn trên trời dưới bể. Một nữ thanh niên chưa trải đời như em đương nhiên là bị lừa gạt rồi. Cứ để tạm ở cửa, chuyển đồ ở trong ra đã rồi tính chỗ này. Khoan đã, lại đây, làm cái gì vậy? Anh có thể quản lý vợ anh không? Tốt xấu gì tôi cũng là đàn ông, mà vừa nãy cô ta nói tôi không chút để mặt mũi thì phải tự kiếm đi chứ. Anh, hai người làm quen nhanh vậy? Anh từ đâu chui ra vậy? Học cả đêm sao? Đúng, người ta đều đang chuyển đồ, hai em không chuyển đồ sao? Trốn ở đây thì thầm to nhỏ cái gì? Để anh nghe thấy còn gọi là thì thầm sao? Chuyện riêng của con gái tốt nhất anh đừng nghe. Chị dâu, vợ của tôi hơi nhanh miệng, chị lượng thứ. Nếu cô ấy nói câu nào khiến chị không vui thì cứ nói tôi xử lý cô ấy. Triệu Thạch Lỗi, anh được đó. Anh đùa thôi, đừng tức giận. Chị dâu, chúng ta đi. Thanh Liên, chị dâu, như vậy em và chị dâu không cần phải làm nữa. Bận rộn nửa ngày phải không? Như vậy đi, anh sắp xếp mấy chiến sĩ giúp hai em được không? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, anh đổi tính sao? Bắt đầu quan tâm tới phụ nữ rồi. Xem em nói kìa, anh đã là người có vợ, nếu còn không tinh tế thì em chẳng đánh gãy chân anh. Đội trưởng Triệu, tôi nghĩ đừng làm phiền người khác. Tôi và Thanh Liên có thể tự làm. Được, vậy cũng được. Phải rồi, anh có nhìn thấy lão Mai và tôi không? Anh ấy làm quan to hơn, đương nhiên là bận hơn tôi rồi. Đội trưởng Triệu, anh tìm người đến giúp rồi. Tại sao chúng tôi vẫn phải tự làm vậy? Sao lại như vậy chứ? Giờ tôi làm giúp cô. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc tôi có thứ anh cần. Thứ gì? Làm xong việc tôi đưa cho anh. Lúc cần thì gọi, lúc không cần thì đuổi. Sao đây? Như đấy cô còn trên mặt khất hàm với tôi, bây giờ lại nhờ tôi giúp đỡ. Đúng là mặt người già thú. Mấy câu thành ngữ này anh học ai vậy? Có hiểu nó có nghĩa gì không? Dùng chẳng đúng chỗ chút nào. Tôi sửa lại nhé. Anh nhớ cho kỹ, giữa hai chúng ta là làm ăn, không phải tôi xin xỏ gì anh hết. Hai bên cũng có lợi, hiểu không? Anh nhìn cái gì vậy? Vợ của tôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi có nhìn đâu. Tôi đang nói chuyện với vợ cậu mà. Vợ cậu nói sai rồi. Đây là nơi đóng quân của các mệnh quân, không phải nơi để các cậu hưởng phúc. Còn nữa, những người này đến là để giúp đỡ, chứ không phải hầu hạ các cậu. Đừng có suốt ngày la lối họ. Đội trưởng Triệu, nơi đóng quân lớn như vậy, tại sao cho chúng tôi ở cùng một chỗ? Tôi không muốn ở cùng một số người. Cũng phải, tôi cũng không muốn suốt ngày bị một quả đào thối làm cho bị nghẹn. Cô nói gì? Nói lại xem. Được rồi, cô nói lại đi. Tôi nói đó làm sao? Được, cô Diệp, cô nghe tôi nói. Gọi tôi là Sa Phu Nhân. Gọi là gì? Em cãi nhau với cô ấy làm gì? Anh cũng thấy đó. Đồng chí Tiểu Diệp, tôi nói với cô, Sa Phu Nhân, tôi không thể gọi lung tung được. Cô nói có đúng không? Nếu cô kết hôn với Sa Long, thì sau này tôi gọi luôn là chị dâu, không cần gọi cô là Diệp Phu Nhân hay là cô Diệp gì. Như vậy, rất phiền phức, đúng không? Còn nữa, đón hai cô từ chỗ Sa Long tới cũng là vì an toàn của các cô, để tiện chăm sóc các cô. Cô xem bốn cô gái ở cùng nhau sau này chẳng phải càng tiện hơn sao? Đội trưởng Triệu, các anh vẫn đang làm sao? Vẫn đang bận à? Chuyện những thứ này chắc phải mất 1-2 tiếng nữa. Chuyện gì?
Chủ nhiệm Thôi có lệnh. Báo sao? Tiểu đoàn trưởng Ba sắp xếp nhà cửa xong xuôi, buổi tối đến trụ sở tiểu đoàn có cuộc họp bí mật. Vậy thôi à? Khoan đã, tôi thấy hai ngày nay cậu cứ ôm bộ điện đài quân phiệt này làm cái gì? Điện đài của chúng ta cứ hỏng suốt. Tiểu đoàn trưởng bảo bộ này dễ dàng lại gọn nhẹ, bảo tôi sau này cứ dùng nó. Sao anh ghen tị à? Nói linh tinh, tôi ghen tị cái này làm gì? Tôi nghĩ anh còn quan tâm nó hơn cả vợ anh. Chị dâu, xin lỗi, tôi không có ý đó. Thực ra ý cậu là đội trưởng của các cậu rất quan tâm điện đài này, đúng không? Vẫn là vợ của tiểu đoàn trưởng thông minh. Chị dâu, ý tôi là vậy. Được rồi, tôi thấy cậu này nói nhảm hơi nhiều. Tôi bảo này, cậu có thể dùng bộ điện đài này, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu tuyệt đối không được dùng tần số giống như quân phiệt, có biết chưa? Tuyệt đối không được để kẻ địch phát hiện. Anh yên tâm, tôi là ai chứ? Tôi biết rất rõ về tần số sóng điện tử của quân phiệt, chắc chắn không để bọn họ tìm được. Bây giờ tôi sẽ đổi điện đài. Nhẹ thôi, đừng có làm hỏng. Trời nóng thật. Được rồi, mụn nhỏ à, nhanh lên đi. Mụn nhỏ, tối nay họp còn ai nữa? Em hỏi linh tinh làm gì? Cái gì không nên hỏi, đừng hỏi. Em có hỏi nội dung cuộc họp đâu. Đây không phải cơ mật quân sự gì, anh lo cái gì? Cuộc họp tối nay, ngoài tiểu đoàn trưởng và đội trưởng Triệu, còn có trung đoàn trưởng Mã của trung đoàn cốt cán và tham mưu dương của chi đội độc lập. Khoan đã, cô Điền, cô định làm gì? Đội trưởng Triệu, tôi có thể xin anh nhiệm vụ điều đến tiểu đội điện báo được không? Tiểu đội gì? Cậu ta không phải là người của tiểu đội điện báo sao? Cậu chỉ là lính liên lạc. Tôi nói với cô, tuy sở danh trại chúng tôi có mỗi cậu ấy làm liên lạc, làm gì có tiểu đội nào. Nhưng mà cô Điền, sao cô lại biết đến tiểu đội điện báo gì đó chứ? Anh làm gì vậy? Báo cáo thượng tá Vũ Bình, tôi tên Kumai Ichiro, là phóng viên của Nhật Bản trú tại Võ Xương. Anh biết tôi? Tôi là phóng viên, phải thuộc hết các quan quân, có quân hàm cấp tá trở lên đóng quân ở Võ Xương. Sao lại mặc quần áo của người Trung Quốc chúng tôi? Anh ở đây làm gì? Mặc quần áo của các anh để hoạt động tiện hơn. Còn việc để làm gì? Ngô đại soái đã đồng ý để tôi thông báo báo cáo liên quan đến quan Nhật Bản chúng tôi. Công việc của tôi đã xong. Chào anh. Khoan đã, khẩu âm nói chuyện của anh rất giống người Quảng Đông. Thượng tá Vũ Bình tai thính quá. Tôi quả thực học tiếng Trung ở Quảng Đông. Tầm này Quảng Đông đã nóng rồi sao? Trả lời câu hỏi của tôi.
đuổi theo cho tôi. Tình báo viên cách mệnh quân cung đại cường, biệt danh cây cung. Đứng lại. Nói vậy để hắn chạy mất rồi. Thuộc hạ vô năng và thất trách. Nếu không nhờ sự cảnh giác của cậu, chắc chúng ta đã tổn thất nhiều hơn. Vũ Bình hổ thẹn. Hắn chưa vào phòng thông tin của chúng ta. Vẫn chưa. Nhưng hắn xuất hiện ở đó chắc chắn là định phá hoại, hoặc là định thám thính tình báo gì đó. Kỳ lạ, hắn vào phòng thông tin làm gì? Nhớ tướng mạo của hắn chưa? Dạ rồi. Tôi đã sắp xếp người nhanh chóng giải chân dung của hắn. Giống không? Giống. Tôi là một cái giống hơn cho mọi người xem. Nghe cho rõ nhé. Được. Anh Chu từ đâu ra vậy? Không phải đang họp sao? Đúng. Em không làm gì, chúng ở đây thì thầm cái gì? Em nói anh biết, chuyện riêng của phụ nữ tốt nhất anh đừng có nghe. Em làm phản sao? Anh nói cho em biết, xem trở về xử lý em thế nào. Triệu Thạch Lỗi, anh ghê quá. Có tin tôi đạp anh vào chuồng lợn không? Sau đó anh có biết Triệu Thạch Lỗi nói thế nào không? Vợ ơi, anh sai rồi. Anh sợ quá. Anh xin lỗi. Như vậy đi, anh xin lỗi em. Đừng đánh anh. Chúng ta về phòng rồi nói. Hay lắm, rất giống. Cậu đang bắt chước giọng ai vậy? Cậu nói tôi nghe đi. Bắt chước cuộc nói chuyện của một cán bộ và một cô gái. Một cán bộ và một cô gái. Tôi cảnh cáo cậu, bắt chước tôi cũng được, nhưng không được sỉ nhục tôi biết chưa? Tôi biết sai rồi. Xin lão nhân gia giơ cao đánh khẽ. Lần sau tôi không dám nữa. Cậu có ai là lão nhân gia? Tôi già tới vậy sao? Đi làm gì thì làm đó đi. Nhưng mà tôi cảnh cáo cậu, nếu để tôi nhìn thấy cậu nhớ dẫn như vậy nữa, tôi sẽ đạp cậu vào chuồng lợn thật đó. Có biết chưa? Bắt chước giống thật. Cậu có khẩu kỹ, có chút bản lĩnh. Tứ Cân, anh ấy không phạt cậu sao? Không được có lần sau nghe chưa? Không được sỉ nhục tôi. Tôi bị đá ra chuồng lợn lúc nào chứ? Rõ ràng là xuống giường. Sao vậy? Tiểu đoàn trưởng, tôi dựa theo ý của anh làm xong. Đã làm xong chuyện rồi.
Vậy thì tốt quá. Tốt cái gì chứ? Tôi từ nhỏ đã không biết nói dối. Sau đó cán bộ Triệu hỏi tôi tối nay họp, ngoài anh và đội trưởng Triệu còn có ai? Tôi quản lên. Tôi rất là quản. Cho nên liền nói tiểu đoàn trưởng Mã và tham mưu Dương ra rồi. Là tại đầu óc của cậu không nhanh nhạy. Đang yên đang là cậu nói đến tiểu đoàn trưởng Mã và tham mưu Dương làm cái gì? Cậu thấy chưa đủ loạn sao? Cũng không trách cõi được. Ngay cả vợ mình cũng không quản nổi. Cứ phải hỏi cho rõ ngọn ngành. Vợ tôi cái gì? Hai chúng tôi còn chưa làm cái đó. Anh đang nói chú ý hơn được không? Làm cái đó chứ không cái đó cái gì? Dù vậy hai anh vẫn là vợ chồng. Sao anh bên cậu ta chị? Tôi nói hai câu anh đã không vui rồi. Tôi bên cậu ấy. Này, cây cung tự ý rời đội, hai ngày không thấy mặt mũi đâu, không nói vài câu nào. Tôi nói cậu ta, có phải anh cũng không vui không? Được rồi, hết việc của cậu rồi, ra ngoài đi. Tiểu đoàn trưởng, chuyện của cây cung là thế này. Tôi bảo cậu ấy. Được rồi, cậu ấy là lính anh tạm thời điều tới, tôi không cần hỏi nhiều. Nói về điện nữ đi. Hả cái gì mà hả? Cô ta biết về điện báo thật sao? Tôi hỏi cô ta mấy câu về điện báo, cô ta đều trả lời được. Vậy thì lạ thật. Cô ta là vợ của một trưởng phòng quân phiệt, sao lại biết về điện báo? Ở nhà Sa Long cũng không cần điện báo. Anh đã xác nhận với Sa Long chưa? Vẫn chưa. Phải nhanh chóng xác định thân phận của điện nữ. Nhưng cô ta tỏ vẻ hứng thú với điện đài một cách rõ ràng như vậy, chắc không phải qua Đỗ Quyên đâu. Anh nghĩ đi, nếu là qua Đỗ Quyên thật, có thể làm tai mắt của quân phiệt thì chắc chắn sẽ không dễ bị lộ tẩy như vậy. Không được bỏ qua bất kỳ điểm khả nghi nào, cũng không được cho kẻ phản bội bất cứ cơ hội nào. Nếu điện nữ không phải kẻ phản bội này, thì cũng không thể để kẻ phản bội lấy điện nữ để giở trò. Phải. Để tôi đi hỏi Thủ Sa Đản Tử. Sau khi Sa Long đầu hàng, tôi vẫn luôn bảo cậu phụ trách việc ăn ở của cậu ta. Chuyện này sau buổi tối, điện nữ và diện bách hợp thực sự không có hành động gì khác thường sao? Hai cô gái chỉ ở trong phòng, nhưng trước khi sự việc xảy ra, điện nữ đã rời khỏi phòng một lát. Bây giờ nghĩ lại, cũng là thời gian cô ta đi vệ sinh. Bởi vì ở chỗ của chúng ta cách đại diện bộ chỉ huy tác chiến một khoảng cách nhất định, chắc không phải cô ta đâu. Chúng ta không thể phán đoán chủ quan. Cậu nghĩ cách xác thực hành động của cô ta tối đó đi. Tuyệt đối không được sơ suất. Tôi hiểu. Các cậu đừng coi thường kẻ phản bội này. Nói không khoa trương thì cô ta chính là một quả bom hẹn giờ. Nói thẳng ra, cô ta sẽ khiến bộ đội chúng ta bị động trong chiến lược, khiến chúng ta gặp nguy hiểm. Tình hình hiện giờ của các cậu cũng biết rồi. Chúng ta phải lôi được kẻ phản bội này ra mọi giá. Tôi chỉ có hai yêu cầu với tổ chuyên án các cậu. Thứ nhất, bắt được người này nhanh gọn, chuẩn xác. Thứ hai, trong thời gian điều tra giữ bí mật, có thể làm được không? Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hoa Thanh, cậu định triển khai công việc thế nào? Chúng tôi chuẩn bị chia binh hai đường. Một bên tôi sẽ bắt tay với hồ sơ của Bạch Lộ và Triệu Thanh Liên, xác minh tình hình mỗi giai đoạn và biểu hiện của hai người họ trong thời gian tham gia cách mệnh quân. Một bên là Dương Đại Chí, bắt tay từ vòng ngoài điều tra những tài liệu liên quan điện nữ và dịp bách hợp, xem có thể liên hệ với bộ phận đại công tìm manh mối có giá trị không. Triệu Kiếm Cương phụ trách điều tra nội bộ. Tôi thấy phương án này được. Anh à, nơi đóng quân của cách mệnh quân kém nhà ở võ sư chúng ta nhiều quá. Nhà tốt đến đâu cũng không thể về được nữa. Điều kiện cũng kém quá đó. Em đã ăn cháo trắng 3 ngày liền rồi. Anh xem bụng em đây. Nghĩ đến chân giò lý ký của chúng ta.
Được rồi, được rồi. Chuyện tôi bảo cậu làm, cậu đã làm chưa? Không có thời cơ thích hợp, không tiện ra tay. Tranh thủ thời gian. Cậu xem, hẹn tôi tới đây mà anh ta đi đâu mất? Đi xem thế nào. Ai vậy? Ai? Sao vậy? Lại còn sao? Mau đứng lên đi. Mà sao vậy? Cậu chỉ biết nói hai câu này thôi sao? Vậy phải làm sao? Suốt ngày nói sao vậy? Cậu bị bệnh hả? Làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Hai người làm gì vậy chứ? Anh đang làm cái gì vậy? Sao lại đẩy anh của tôi? Lãnh đạo nói chuyện với nhau đừng có nói leo. Tôi, đừng có nhìn tôi như vậy. Thổ xà đảng tử, cậu làm cái gì vậy? Đây là nơi đóng quân của cách mệnh quân, không phải phòng giám sát quân phiệt. Tôi nói cậu biết, dù là bất cứ nơi nào cũng không được đánh mắng chiến sĩ. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu đánh người tôi nhốt cậu lại. Anh tránh ra đi. Cậu làm cái gì vậy? Tôi đánh cậu sao? Đâu có. Anh xem, có đánh tôi đâu. Anh thêm cái nữa đi. Sao tự nhiên tôi lại bị ngã vậy? Được rồi, được rồi. Tự ngã thôi. Anh nhìn thấy chưa? Bình thường luyện tập nhiều, chiến trường ít đổ máu. Việc này không vi phạm kỷ luật của cách mệnh quân đó chứ. Tôi luyện tập sẽ không bị nhốt lại đó chứ. Thật là, cậu vẫn ngang tàn y như tôi lúc trước. Về điểm này thì tôi thích cậu. Tốt lắm. Biến đi. Phụ nữ thích tôi là được rồi. Đàn ông như anh thích tôi làm gì? Anh bị bệnh sao? Lúc trước tôi đầu hàng anh là muốn có cuộc sống ăn không lo, ở không lo. Bây giờ anh xem, anh để tôi sống thế nào? Anh nhìn ngôi nhà kia đi. Chỗ đó cho người ở được sao? Tôi ăn cháo trắng 3 ngày bụng đói lắm rồi. Anh xem, nói ít thôi. Thổ xà đảng tử, cậu vậy là có ý gì? Tôi hỏi cậu, cậu đến cách mệnh quân là để đánh quân phiệt hay là để hưởng phúc? Tôi nói cậu biết, chịu đựng gian khổ là truyền thống tốt đẹp của cách mệnh quân chúng tôi. Tôi thấy cậu tuy đã đầu hàng cách mệnh quân, nhưng trái tim của cậu vẫn thuộc về chủ nghĩa phong kiến. Cậu không phải đến để đánh quân phiệt, cậu đến để hưởng phúc. Để về tôi dạy cậu về tư tưởng chính trị. Nghe đi, nói rõ lắm. Anh chỉ là một đội trưởng tuyên truyền nhỏ bé, ra cái vẻ làm như lớn lắm. Anh, em đi trước. Này, đây chính là người cậu dạy dỗ sao? Cậu về tư thế đi đứng đi. Như vậy là thế nào chứ? Được rồi, được rồi. Nếu tôi muốn hưởng thụ, tôi đến chỗ anh làm gì? Hơn nữa, dựa vào đâu anh nói tôi chủ nghĩa phong kiến? Cậu không thấy chủ nghĩa phong kiến sao lại có hai vợ? Là hai vợ. Cậu không được có hai vợ biết không? Tôi đã nói rồi, bọn họ theo tôi lâu như vậy, tôi không thể để bọn họ đi. Được. Chúng ta nói từng người một. Cậu nói điền nữ kia, tại sao cậu không thể để cô ta đi? Anh là có ý gì vậy? Chỉ vì cô ấy giống người yêu cũ của anh nên anh muốn cướp cô ấy khỏi tôi, có đúng không? Cậu đừng nói linh tinh. Người yêu cũ cái gì chứ? Anh thôi đi. Đều là người lão luyện, có cần giở trò đó với tôi không? Nhìn ánh mắt mà anh nhìn cô ấy, tôi biết hết. Cậu biết cái gì? Mắt một mí như cậu thì có thể nhìn rõ được cái gì? Phải. Tôi thừa nhận điền nữ rất giống người tôi từng quen trước kia. Nhưng mà tôi nói cậu biết, chúng tôi không phải mối quan hệ như cậu nghĩ. Tôi với cô ấy, hai chúng tôi là cái kiểu. Tôi và cô ấy. Được rồi, không thèm nói với cậu nữa. Dù sao thì nếu cậu không nói rõ ràng với tôi sẽ nghĩ cách đuổi điền nữ khỏi đây. Dù sao tôi cũng không thể để cậu có hai vợ được. Việc này vi phạm kỷ luật của cách mệnh quân chúng tôi. Cả cô tiểu diệp kia nữa, cô ta thích cậu chết đi sống lại, cậu cũng không thể xa cô ta đúng không?
Vậy là rõ rồi. Tôi nhìn ánh mắt cậu là biết cậu không thể xa cô ta. Cậu xem điền nữ kia, cả ngày lạnh lùng, không biết đếm xỉa đến cậu. Cậu giữ cô ta bên cạnh làm gì? Theo tôi thấy, cậu để điền nữ đi đi. Như vậy chẳng phải thành toàn cho cậu và Tiểu Diệp sao? Không được. Làm cái gì mà hú hét như vậy? Tôi không thể để cô ấy đi. Tại sao? Nếu tôi để cô ấy đi, chắc chắn cô ấy sẽ tìm lão Lan. Thực ra Điền Nữ là người của Quốc Dân Đảng, trong cách mệnh quân. Một năm trước, với những lệnh lấy trộm thông tin tuyệt mật của quân Việt trực hệ, kết quả hành động thất bại, bị Di Ngọc Lan bắt làm tù binh. Mà Di Ngọc Lan lại là chó săn của Nhật Bản. Võ quan Nhật Bản Fujiwara vẫn luôn bí mật tiếp xúc với lão Lan. Để lấy lòng Fujisawa, lão Lan đã giao Điền Nữ cho ông ta xử lý. Con gái của Fujisawa muốn đích thân giết Điền Nữ trong trận quyết đấu công bằng, không ngờ lại bị Điền Nữ giết. Lão Lan không giết cô ấy, chắc là muốn moi nhiều tình báo từ cô ấy hơn. Nhưng tra khảo liên tục nửa tháng mà không lấy được gì. Sau đó, nghe nói lão Lan đã tiêm cho cô ấy một loại thuốc thần kinh gì đó. Từ đó Điền Nữ liền mất trí nhớ. Vậy là lão Lan gả cô ta cho cậu sao? Một cô gái không còn ký ức, toàn thân bị thương ra nông nỗi đó. Nếu tôi bỏ mặc cô ấy thì cô ấy có thể đi đâu? Hơn nữa, Di Ngọc Lan ép gả cô ấy cho tôi, tôi có thể làm được gì? Vậy tại sao cậu không nghĩ lão Lan kia không xử tử cô ta mà để làm vợ cậu không? Sao tôi biết được? Anh phải đi hỏi lão Lan chứ. Mất trí nhớ. Nói vậy thì cô ta cũng không được coi là vợ cậu. Không giấu gì anh, chẳng phải cô ấy vẫn luôn nằm trên giường để dưỡng thương sao? Vậy thì tôi phải... Anh xem, có phải... Được lắm, thổ sa đảng tử. Cậu là đồ không có lương tâm. Người ta đã mất trí nhớ rồi. Cậu bỗng nhân lúc cháy nhà hôi của, biết không ít thành ngữ. Còn gì nữa? Nói tiếp đi. Còn gì nữa à? Cậu xử phạt cậu nữa. Cậu đừng quên bây giờ cậu là người của cách mệnh quân. Chuyện này cậu bắt buộc phải xử phạt. Xử phạt tôi? Làm sao? Tại sao xử phạt tôi? Có phải anh nghĩ rằng tôi động vào người cô ấy không? Tôi cơm bưng nước rót cho người ta, băng bó cho người ta. Hơn nữa, cô ấy bị lão Lan làm cho bị thương như vậy. Nếu tôi còn động tới cô ấy thì tôi còn là con người không? Tôi nói cô ấy là vợ tôi là để lừa lão Lan, để bảo vệ cô ấy. Chuyện này đến Diệp Tử cũng không biết. Còn nói anh với cô ấy không có chuyện gì, có ba mới tin. Tôi nói anh này, có phải anh muốn thổ sa đảng tử? Tôi cảnh cáo cậu, cậu còn dám nói hưu nói vượng, có tin tôi xé miệng cậu ra không? Được rồi, nói cho tôi về chuyện Tiểu Diệp đi. Tiểu Diệp được tôi lấy sau Điền Nữ. Từ khi vào cửa, hai người đã bất hòa. Xong rồi. Tham mưu Dương, nhiệm vụ lần này của anh phải vượt qua đường phong tỏa của quân Việt. Nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, quân Việt đặt nhiều đường phong tỏa như vậy, đã bao giờ dây khốn được chúng ta? Đấy có gọi có mà như không? Cũng phải. Cả quá trình bắt phạt, quân Việt bị chúng ta đánh lùi tới tận giỏ xương, còn không dám lộ mặt. Xin chờ một lát. Xin hỏi anh là tham mưu Dương của chi đội độc lập sao? Đúng vậy, tôi là Dương Thanh Thiên. Cô là... Cô ấy tên Bạch Lộ, là vợ mới cưới của tiểu đoàn trưởng Mai Sơn Hải. Vợ của Sơn Hải sao? Thằng bắt này mấy tháng không gặp, đã lấy được cô vợ xinh xắn như thế này rồi. Phải rồi, Tham Mưu Dương, Sơn Hải nhà tôi cũng hay nhắc tới anh. Anh ấy nói lần trước anh ấy bị thương là do anh cõng anh ấy từ chiến trường trở về. Vợ còn nhớ chuyện này.
Cô về nói với Sơn Hải, chờ tôi trở về nhất định sẽ đến nhà chúc mừng. Dạ. Phải rồi, Tham Mưu Dương, chẳng phải tối nay anh phải họp sao? Anh đi luôn sao? Tối nay họp. Cô nghe ai nói vậy? Tối nay tôi phải đến Phan gia tập, một thời gian nữa mới trở về. Vậy sao? Vậy chắc là tôi nghe nhầm rồi. Xin lỗi anh. Cô về nói với Sơn Hải, cậu ấy lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy là phúc của cậu ấy. Còn chuyện gì nữa không? Dạ không. Được rồi, đi thôi. Được. Tham Mưu Dương đi thông thả. Chuyện là như vậy. Vậy nên tôi nghĩ Điền Nữ chính là Quỳnh Giai Tuệ, và biệt danh của Quỳnh Giai Tuệ chính là Hoa Đỗ Quyên. Lão Lan dùng thuốc thần kinh khiến cô ta mất trí nhớ. Sau khi Quỳnh Giai Tuệ hồi phục hoàn toàn, chắc chắn Lão Lan sẽ trăm phương ngàn kế biến Quỳnh Giai Tuệ thành người của quân phiệt, nói rằng các mệnh quân mới là kẻ địch của cô ta. Điều này ít nhiều cũng chứng thực tại sao Quỳnh Giai Tuệ gặp chúng ta lại có vẻ mặt đó. Không phải cô ta giả vờ không quen biết chúng ta, mà thực sự là không có ấn tượng gì về chúng ta. Sau đó Lão Lan lại lợi dụng chuyện Sa Long đầu hàng, đưa cô ta và Điện Đài đến chỗ chúng ta, mục đích để thăm dò tình báo của quân ta. Vừa nãy tôi đã hỏi Lý Trạch Mộc, anh ta nói không lâu trước khi bị bắt làm tù binh, có một hôm anh ta đi qua phòng làm việc của Lão Lan, nghe thấy Lão Lan nói cô ta là kẻ phản bội. Cô ta là kẻ phản bội. Cô ta là kẻ phản bội trong mắt tất cả các mệnh quân. Tôi đã bắt đầu bồi dưỡng cô ta từ rất sớm. Đối với người phụ nữ này chính là một khởi đầu mới, mà đối với quân ta cũng là một khởi đầu mới. Tôi hiểu rồi. Cô ta giống như Hoa Đỗ Quyên, vô cùng đẹp đẽ, như là dùng gai khiến những người lại ngừng bị thương. So sánh hay lắm. Vậy chúng ta sẽ đặt cho cô ta biệt danh này, Hoa Đỗ Quyên. Tôi nghĩ chỉ dựa vào câu này đã đủ chứng minh Hoa Đỗ Quyên chính là Quỳnh Giai Tuệ. Còn nữa, ở nơi đóng quân chỉ có mụn nhỏ là biết rõ về điện đài và điện đài quân phiệt, mà Quỳnh Giai Tuệ cũng là người biết rất rõ. Lẽ nào cái này chưa thể phán đoán chứng minh của tôi là đúng sao? Ý gì vậy? Hai người vẫn không tin sao? Chắc hẳn sự việc liệu là địa công của Quốc Dân Đảng. Cô ta biết rất rõ về điện đài, cũng tức là cô ta mất trí nhớ rồi. Nhưng mà nhìn thấy điện đài ít gì cũng gợi lại ký ức của cô ta. Đúng vậy. Dù cô ta mất trí nhớ là thật hay giả, chúng ta đều phải cẩn thận với cô ta. Chim khách của Quốc Dân Đảng có địch ý với Đảng Cộng sản. Đúng lúc này Điện Nữ theo Sa Long đến đầu hàng. Quân phiệt lại cố ý để lệ điện đài. Kẻ phản bội lại dùng điện đài của quân phiệt để gửi điện. Tất cả chắc chắn không phải là trùng hợp sao? Là một hành động có âm mưu từ trước. Anh nói đúng, phải dùng biện pháp với cô ta. Nếu cô ta là kẻ phản bội, chúng ta không thể vì việc cô ta mất trí nhớ mà lơ là cảnh giác, nhưng tuyệt đối không được lỗ mãng. Bây giờ chưa chắc Điền Nữ là Hoa Đỗ Quyên. Lỡ khiến cả phản bội thực sự sinh lòng cảnh giác thì hỏng bét. Đây, cái gì mà không chắc? Còn Điền Nữ nữa, nói cả nửa ngày mà các anh không tin phân tích của tôi sao? Tại sao lại còn nói không phải? Đừng có làm loạn được không? Những gì anh nói chỉ là phán đoán có tội, cũng là những lời một phía của Sa Long đúng không? Nói thẳng ra hiện giờ chúng ta vẫn thiếu chứng cứ chắc chắn có thể khẳng định Điền Nữ là Hoa Đỗ Quyên. Anh nói tôi làm loạn. Anh bảo mụn nhỏ đánh rắn động cỏ rồi còn bảo tôi làm loạn. Sao lại nói tôi bảo mụn nhỏ? Lúc trước tôi ra chiêu này anh cũng đồng ý còn gì? Sao đây? Bây giờ anh nói vậy là có ý gì? Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ là lôi được kẻ phản bội này ra ngoài ánh sáng trong thời gian ngắn nhất. Anh có biết một kẻ phản bội đáng sợ hơn một quân phiệt nhiều không? Gây nguy hại cho bộ đội ta còn nhiều hơn là do quân phiệt gây ra. Đồng chí cách mạng, có gì không đồng ý thì anh nói ra. Đừng xong chuyện mới quỵt nợ. Anh phê bình rất đúng. Tại tôi nói khó nghe. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Hai cậu khỏe gớm nhỉ? Cãi giao tiếp nữa đi. Sao không cãi nhau nữa? Còn ra thể thống gì? Hai cán bộ cách mệnh quân được đảng dạy dỗ, vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà gân cổ lên cãi, làm mất mặt cán bộ cách mệnh quân. Triệu Thạch Lỗi, có. Nếu cậu đã phán đoán điện đài là do Lão Lan cố ý để lại cho chúng ta, Quỳnh Giai Tuệ do Lão Lan phái tới để do thám tình báo quân ta, vậy cậu có nghĩ được sâu hơn
Nếu ngay cả chuyện Sa Long đầu hàng cũng là do kẻ địch sắp xếp thì sẽ có hậu quả ra sao không?